Hi hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Bee Styling. Và dành cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình thì mình là Bim và mình làm video để truyền cảm hứng một cách tự nhiên nhất cho mọi người, nhằm giúp cho mọi người mặc đẹp và sang hơn mỗi ngày. Có thể là các bạn không biết là bên cạnh việc làm YouTube thì công việc chính của mình đó là Art Director và Stylist. Thế nên là hôm nay mình muốn dẫn các bạn đi theo một cái buổi làm việc của mình để xem là cái công việc Art Director và Stylist thì là bình thường là mọi người làm những cái gì. Hôm nay thì bọn mình đang có buổi chụp ảnh cho khách hàng của mình, đó là chị Na. Và chị Na thì đang order bọn mình chụp một bộ hình cá nhân để dành cho dịp sinh nhật của chị ấy. Và việc của bọn mình là làm thế nào để giúp chị Na có được một cái bộ hình mà ưng ý nhất này, và đúng với cái câu chuyện mà chị Na muốn truyền tải đến thông qua cái bộ hình. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái khu vực làm việc của bọn mình ngày hôm nay nhá. Let's go. Để đến được buổi chụp hình ngày hôm nay thì trước đó chúng mình đã phải trải qua rất là nhiều bước. Đầu tiên là gặp gỡ và lắng nghe khách hàng, từ đó thì thu thập thông tin để làm nên một cái mood board. Cái mood board này thì có vai trò là truyền tải ý tưởng của mình đến cho khách hàng cũng như là cả ekip, để mọi người đều hiểu được rằng là mình đang muốn làm gì. Và kế đến thì là một buổi fitting đồ cho mẫu xem có hợp với body hay không. Và cuối cùng thì mới đến được ngày hôm nay đó các bạn ơi. Hello các bạn, đây là outfit của stylist kiêm art director đi làm ngày hôm nay. Đấy, hôm nay mình chọn một cái màu xanh nõn chuối cho mát mẻ và hợp với mùa hè. Thật ra là bởi vì là cái áo này nó rất là thoải mái, mình có thể tự do, dễ dàng di chuyển và vận động. Bởi vì là khi mà ở trên một cái set chụp ý, thì thường là cái người stylist thì rất là phải lăn xả, nên là mình ưu tiên chọn những cái gì mà nó thoải mái nhất có thể thôi. Cốc chén cho mình ra đó. Em cho đi xem cái khung hình. Không, cái khung hình trên máy của em á. Bây giờ thì mình đang ngồi đây để cho Thư với Hùng test ánh sáng để chuẩn bị vào buổi chụp. Thật ra thì nếu mà ở một cái những cái buổi chụp mà nó quy mô lớn hơn, cho những cái chiến dịch lớn hơn ý, thì thường cái công việc của Art Director và Stylist nó sẽ tách biệt. Một người Art Director thì là cái mà sẽ phụ trách tổng thể cái buổi chụp đấy như nào, gồm có set design, phong cách quần áo, rồi là mood board, ABC. Thế còn stylist thì sẽ chỉ chuyên về posing và quần áo, phụ trách cho mẫu của ngày của buổi chụp hôm đấy thôi. Thế nhưng mà ở những cái buổi chụp mà với quy mô nhỏ hơn, kiểu cá nhân như thế này thì thường là mình sẽ làm luôn cả hai công việc. Ngày hôm nay bọn mình sẽ chụp chị Na hai looks. Và cả hai looks này thì mình đều style cho chị Na có hơi hướng menswear và không bánh bèo, bởi vì mình thấy khuôn mặt của chị Na rất là cá tính và sắc sảo, rất hợp với kiểu mặc đồ như thế này. Hơn nữa với việc khắc họa hình ảnh của một bà mẹ ba con tự chủ và độc lập về kinh tế cũng như là đầy mạnh mẽ, thì style menswear tối giản và hơi quyền lực là rất phù hợp. Chị Na tươi lên tí chị Na ơi. Chị Na hơi nghiêng 45 độ về bên này đúng rồi. Sang đến look thứ hai, mình chọn cho chị Na một bộ oversize suit của Weephobia kết hợp với phụ kiện trang sức đến từ thương hiệu Other Elements. Lúc đầu thì chị Na rất là lăn tăn vì chưa mặc kiểu này bao giờ. Thế nhưng mà với thẩm mỹ của mình ấy, thì mình thấy nó cực kỳ hợp với body này, khuôn mặt và cũng như là concept nữa. Thế nên là động viên mãi thì chị Na cũng đồng ý. Và kết quả là sau buổi chụp ngày hôm đó thì chị Na đã mê mẩn luôn style này. Shout out to Weephobia và Other Elements bởi vì sự support vô cùng nhiệt tình cũng như là những item rất tuyệt vời của các bạn.
Ok, vậy là một ngày làm việc của chúng mình đã kết thúc rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng ngắm lại thành quả của team bọn mình nhá. Sau mỗi một bộ ảnh mà khách hàng của chúng mình cảm thấy ưng ý và hài lòng ấy, thì chúng mình rất là hạnh phúc khi đã được may mắn đồng hành cùng với họ trong một câu chuyện đầy cảm xúc mà họ muốn kể về thế giới. Còn bây giờ là một phút dành cho quảng cáo nhá. Và nếu các bạn đang muốn xây dựng hình ảnh cá nhân hoặc là làm thương hiệu cá nhân thì có thể nhắn tin hoặc là email để làm việc sâu hơn với mình. Bởi vì đằng sau mình là cả một ekip chuyên gia trong lĩnh vực này. Biết đâu chúng mình có thể giúp được bạn đấy. Còn nếu mà các bạn muốn xem thêm những video về thời trang, về styling, về phong cách sống thì hãy đừng quên like, share và subscribe, cũng như là click vào nút chuông đăng ký để đón xem những video mới sớm nhất từ mình vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhá. Còn bây giờ thì thank you for watching and see ya. Bye bye.